bóng đá ngày hôm nay 28 tháng 6, kết quả tứ kết Copa America, Brazil với Paraguay. Wan-Bissaka hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế với MU. Barca xác nhận vụ Neymar. Tom tấn De Ligt sắp nổ với Juventus. Wenger bất ngờ trở lại, tiếp quản Newcastle. Đó là những tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Kết quả Brazil với Paraguay, trận đấu ngập tràn những cảm xúc đến từ công nghệ và thẻ đỏ và cuối cùng chỉ được định đoạt trên chấm luân lưu may rủi. Bước vào trận tứ kết đầu tiên Copa America 2019, Brazil đương nhiên được đánh giá cao hơn Paraguay rất nhiều. Với sức mạnh vượt trội cùng các hảo thủ trải dài ở ba tuyến, những vương công Samba chơi lấn lướt và kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Tuy nhiên, các đợt tấn công liên hồi của Brazil đều dễ dàng bị hàng phòng ngự chặt chẽ của Paraguay. Bước sang hiệp đấu thứ hai, bước ngoặt xảy ra sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR và chốt quyền thi đấu của Banguna, nhưng từ chối cho Brazil được hưởng quả 11m. Thi đấu thiếu người, Paraguay phải căng mình chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão của đối thủ. Nhưng sau khi kết thúc trận đấu, Brazil không thể khoan thủng được mảnh lưới đối phương dù đã tung ra tới 25 pha dứt điểm trên chấm luân lưu. Bản lĩnh của những vũ công Samba được thể hiện đúng lúc, trong khi Paraguay sút trượt tới 2 quả và chấp nhận rời cuộc chơi với thất bại 3-4 chung cuộc. Đối thủ của Brazil tại bán kết sẽ được xác định sau trận đấu giữa Argentina, Venezuela. Đến với World Cup nữ, Anh thắng đậm Na Uy vào bán kết. Trận tứ kết World Cup nữ 2019, Na Uy gặp vô vàn khó khăn khi đối đầu tuyển Anh. Ngay từ phút thứ 3 của trận đấu, lưới của Na Uy đã rung lên sau pha lập công của tiền vệ Jill Scott. Có bàn thắng sớm, Anh cản chơi hay, đẩy Na Uy vào tình thế lúng túng. Phút 40, tiền đạo Ellen White nhân đôi cách biệt cho tuyển Anh. Phút 57, tỷ số là 3-0 cho đội bóng xứ sương mù. Lần này, Lucy Bronze là người điền tên lên bảng tỷ số. Đáng ra, đội tuyển Anh của huấn luyện viên Phil Neville có thể giành chiến thắng 4-0 nếu như Nakita Parris không sút hỏng quả 11m ở phút 83, nhưng chiến thắng 3-0 đủ để tuyển Anh giành vé vào chơi bán kết giải đấu. Đối thủ của Anh ở bán kết là đội thắng của cặp đấu Pháp, Mỹ. CAN Cup 2019, Senegal của Mane thất thủ. Rạng sáng nay, loạt trận thứ 2 bảng C của CAN 2019 đã khởi tranh. Trận đấu được chờ đợi giữa Senegal và Algeria đã không hấp dẫn như mong đợi khi cả hai đội đều bố trí lối chơi thận trọng. Bộ đôi đang chơi bóng ở ngoại hạng Anh là Sadio Mane chơi ở Liverpool và Riyad Mahrez đang chơi tại Man City hầu như không phát huy được hiệu quả do bị kèm chặt. Trong ngày những ngôi sao im tiếng, bàn thắng của Youssef Belaili ở phút 49 đã khai thông bế tắc, giúp Algeria dẫn 1-0. Thời gian còn lại của trận đấu, Senegal dồn lên tấn công, không ngại tranh chấp, va chạm nhưng các chân sút của họ vẫn tỏ ra vô duyên. Chung cuộc, Algeria thắng tối thiểu 1-0, vững vàng ngôi đầu bảng với 6 điểm sau 2 lượt trận. Trong khi đó, Senegal xếp thứ 2 với 3 điểm. Ở trận đấu còn lại, Kenya hai lần ngược dòng thắng ngược Tanzania với tỷ số 3-0. Có được 3 điểm đầu tiên, Kenya đứng thứ 3 tại bảng C, xếp sau Senegal vì kém hiệu số. Trong khi đó, Tanzania đứng bét bảng khi chưa có điểm nào. Aaron Wan-Bissaka hoàn tất kiểm tra y tế tại MU. Trang Sky Sports loan tin Aaron Wan-Bissaka đã hoàn tất 2 vòng kiểm tra y tế tại trung tâm huấn luyện Carrington của MU. Dự kiến, ngay trong hôm nay giờ Anh, MU sẽ chính thức công bố tân binh thứ 2 của đội bóng ở phiên chợ hè 2019. Tờ Daily Mail khẳng định Quỷ Đỏ đã soạn sẵn hợp đồng có thời hạn 5 năm kèm mức lương 72.000 bảng trên tuần cho tân binh 21 tuổi. Thu nhập của Wan-Bissaka đã tăng 9 lần khi ở mùa trước, anh chỉ nhận 8.000 bảng mỗi tuần. Trước đó, MU đã thuyết phục được Crystal Palace bán hậu vệ 21 tuổi với giá 45 triệu bảng kèm 5 triệu bảng phụ phí. Với phí chuyển nhượng này, Wan-Bissaka vượt mặt cựu trung vệ Rio Ferdinand để trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử MU. Phó chủ tịch xác nhận Neymar muốn về Barca. Ông Jordi Cardona, phó chủ tịch câu lạc bộ Barcelona mới đây xác nhận đúng là tiền đạo Neymar mong muốn trở lại Camp Nou hè 2019.
Tuy nhiên, ông Gardner cho biết Barca chưa hề xúc tiến đàm phán với Paris Saint-Germain như những gì truyền thông loan tải thời gian qua. Đúng là Neymar muốn trở lại Barca, nhưng Barca chưa đưa ra quyết định. Có rất nhiều điều mà chúng tôi không thích khi cậu ấy ra đi tới Paris Saint-Germain. Có rất nhiều việc phải giải quyết. Một số tờ báo còn khẳng định Barca đã mua xong Neymar. Thực tế là chúng tôi chưa thỏa thuận với bất kỳ cầu thủ nào. Barca không liên lạc với Neymar trong thời gian cậu ấy ở Pháp. Phó Chủ tịch Gardner không ngạc nhiên khi Neymar mong muốn trở lại đội bóng. Ông dẫn chứng các trường hợp từng xảy ra trong quá khứ như Cesc Fabregas hay Piqué. Neymar là cầu thủ tuyệt vời nhưng chúng tôi cần đánh giá tình cảnh hiện tại để xem thương vụ này có thể thành hiện thực vào một ngày nào đó hay không. Bom tấn The Light sắp nổ. Giám đốc thể thao Fabio Paratici của Juventus và người đại diện Mino Raiola của mắt thị The Light sẽ bay tới Amsterdam trong vài giờ tới để hoàn tất việc ký kết hợp đồng. Thông tin độc quyền này được trang Calcio Mercato loan tải. Cuộc gặp giữa hai nhân vật này nhằm chốt giá trị chuyển nhượng của The Light. Ajax đã yêu cầu 75 triệu euro. Juve đã gần với con số này khi đề nghị 70 triệu euro kèm 5 triệu phụ phí. Trước đó, trung vệ 19 tuổi đã đạt thỏa thuận cá nhân với Juve về lương bổng. Bản hợp đồng dài hạn với phí giải phóng lên tới 150 triệu euro. Gianfranco Zola chia tay Chelsea. Người đại diện của Gianfranco Zola xác nhận cựu huyền thoại Chelsea sẽ chia tay câu lạc bộ bởi hết hạn hợp đồng. Thỏa thuận giữa Zola và Chelsea sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Sau một mùa giải làm việc nỗ lực bên cạnh Maurizio Sarri, ông ấy đã sẵn sàng cho một bước tiến mới. Người đại diện của Zola cho biết, cựu danh thủ người Italia từng là ngôi sao của Chelsea khi còn là cầu thủ và ông gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge giai đoạn từ 1996-05-2003, mùa hè 2018. Zola trở lại đội bóng thành London với vai trò trợ lý cho huấn luyện viên Sarri, người được bổ nhiệm dẫn dắt Chelsea. Khi Sarri rời Chelsea, lãnh đạo câu lạc bộ đã đề nghị Zola ở lại, trao vai trò đại sứ đội bóng nhưng ông không nhận lời. Wenger bất ngờ trở lại, tiếp quản Newcastle. Trả lời phỏng vấn trên của Rang 24, huấn luyện viên người Pháp bỏ ngỏ khả năng trở lại ngoại hạng Anh dẫn dắt Newcastle. Tôi muốn thử sức ở giải đấu khác hơn dù tôi có nhiều kỷ niệm với ngoại hạng Anh. Tôi đã ở đó quá lâu với một câu lạc bộ nên thật khó khăn để quyết định. Tuy nhiên, một thử thách mới tại đó cũng rất tuyệt. Mặc dù vậy, tôi cần thêm thời gian để quyết định. MU tìm người thay thế De Gea theo tờ Daily Mail. MU đang tìm một phương án dự phòng trong trường hợp De Gea quyết tâm rời câu lạc bộ. Jan Oblak được xét đến sau khi cầu thủ này tuyên bố muốn rời Atletico. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ole Solskjaer đang nhắm tới một cái tên khá lạ, Mike Duke. Thủ thành 23 tuổi góp công rất lớn trong việc giúp Linh giành vị trí Á quân tại League One năm 2018-2019. Inter đổi bài vụ Lukaku sau khi nhận được mức giá khá chát tới từ MU. Inter đang chuyển sang một phương án khác trong thương vụ chiêu mộ Romelu Lukaku. Theo nguồn tin từ Sky Sports, Inter Milan đang muốn mượn Lukaku trong hai mùa giải với giá 9 triệu bảng kèm điều khoản mua đứt sau đó trị giá 54 triệu bảng. Người đại diện của tiền đạo người Bỉ cũng xác nhận Lukaku muốn tới Italia trong hè này. Cử chỉ đẹp của Hazard mặc dù đã chuyển tới Real Madrid với mức giá 150 triệu bảng nhưng Hazard vừa có hành động khá đẹp với đội bóng cũ, Chelsea. Tiền vệ người Bỉ đã tới thăm đội thiếu niên của The Blues trong chuyến du lịch mùa hè tại Hy Lạp. Các cầu thủ nhí của Chelsea tỏ ra khá thích thú vì thần tượng bất ngờ xuất hiện. Huấn luyện viên Sarri thừa nhận nghiện thuốc nặng trong buổi phỏng vấn chính thức đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng của Juventus. Maurizio Sarri thừa nhận ông là một người nghiện thuốc nặng. Tôi hút 60 điếu một ngày tương đương 3 bao, khá nhiều so với bình thường. Tôi không cảm thấy cần thiết phải hút trong trận đấu nhưng sau đó tôi thực sự cần tới thuốc lá. Đến với bóng đá Việt Nam ngày 28 tháng 6, SHB Đà Nẵng đã quyết định đưa tiền đạo Hà Đức Chinh ra PVF để tập trung điều trị chấn thương ở cổ chân. Trong văn bản chẩn đoán từ PVF gửi về SHB Đà Nẵng, các bác sĩ cho rằng chấn thương ở cổ chân của tiền đạo người Phú Thọ nặng hơn dự kiến. Theo đó, nếu như muốn bình phục hoàn toàn thì Đức Chinh cần khoảng 2-3 tháng điều trị tích cực. Việc điều trị giáo diết như vậy là bởi Hà Đức Chinh là tiền đạo chủ lực của U22 Việt Nam. Cùng với Tiến Linh, anh được đặt kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại SEA Games 30 diễn ra cuối năm nay.
tuyển Việt Nam bất ngờ giảm giá trị chuyển nhượng sau King Cup 2019. Trong bản cập nhật mới nhất của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, giá trị đội hình tuyển Việt Nam có sự thay đổi. Cụ thể, trang web kể trên định giá các học trò của ông Park ở mức 1,55 triệu euro, tụt 180.000 euro so với mức cũ. Lý giải điều này chính là sự khác biệt trong đội hình. Tại King Cup 2019, thầy Park đã triệu